thương lắm rồi tôi. Nó bị khổ rồi, nó quay nó chửi rồi, bỏ bỏ. Còn 27 km là đến cuối cùng của đất nước Cà Mau. Kêu nhất là Cà Mau, nghe muối kêu như Cà Mau. Vừa mới xuống xe một cái là muối đó là xe đi ké luôn. Xe đi ké luôn. Đấy, tạt nước này. Nước với rừng nước. Nói chung là cây cối rậm rạp, muối nước kế bên nữa thì tiện muối sinh sản. Thích nhỉ. Chèo thuyền ở đây mát mẻ lắm đấy nhỉ. Dạ. Đi có sông với đò. Về đây chỉ có ăn tôm cá, cá cua. Ai gọi đấy nhỉ? Chắc là rớt bể nhỉ con. Chưa cho
ngập Thường Nghiêm. Họ tự đầu tư mở đường kéo điện vệ sinh an toàn vào đấy rồi. Thế hơn 100 triệu. Đấy, đó là mấy cái thằng chơi với em đấy, cửa hàng của em đấy. Đợt này ở trên kia người khác đi nó đi tiền, nhưng mà em mời em vào bên đây em chẳng nhận ra. Giờ này mà tới chỗ cho mình đẹp. Bắt đấy, đừng đi bảo là cái là han đấy, đi bắt đấy.